Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bản Vẽ Nhà. Kênh Bản Vẽ Nhà là kênh YouTube nhằm cung cấp các bản vẽ nhà, các mẫu nhà đẹp, phân tích, bình luận các mẫu thiết kế nhà cung cấp cấp 4, 2 tầng nhà phố biệt thự, bố trí phòng ốc tiện dụng, giảm tối đa chi phí khi xây dựng, giúp chúng ta hiểu biết khi xây dựng và tránh lãng phí. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, chia sẻ và để giúp cho kênh ngày càng phát triển. Đặc biệt những bạn nào mà chưa xây dựng nhà thì hãy nhớ ấn nút chuông vào thông báo và đăng ký kênh để nhận những cái mẫu nhà mới nhất để khi xây dựng các bạn sẽ có thêm kiến thức cho mình. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bản Vẽ Nhà. Hôm nay thì mình lại thì cung cấp cho bạn một cái mẫu nhà 2 tầng cũng tương đối khá là đẹp mà rất đầy đủ các công năng, gồm có 4 phòng ngủ và phòng thờ nhé các bạn nhé. Thì với cái mẫu nhà này thì mình có sử dụng hai cái tông màu sơn, đó là màu màu cam nhé các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn trên màn hình đằng trước và xung quanh. Nếu như bạn nào thích cái mẫu nhà này thì các bạn có thể là thiết kế và xây theo mẫu nhà này, mình thấy khá là thích hợp. Vừa với chiều rộng của ngôi nhà đó là 7,3m và chiều dài của ngôi nhà là 14m nhé. Tí nữa thì mình sẽ cung cấp cho các bạn về kích thước này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau là vào xem chi tiết cái ngôi nhà này nhé. Ở khu vực tầng 1 thì mình có thiết kế là phòng khách này, phòng khách và tiếp đến là phòng ăn, nhà vệ sinh, và đằng sau là chúng ta có sử dụng một cái sân gọi là, các bạn có thể là nói chung là chúng ta nếu mà muốn thịt gà qué đằng sau hoặc là làm gì đó vặt lông con gì hoặc là làm cái gì đó đằng sau rất là hợp lý luôn, gọi là một cái sân đi, sân rửa đi. Ok, thì ở dưới tầng 1 này thì mình có thiết kế là hai phòng ngủ nhé các bạn nhé. Đấy, hai phòng ngủ này. Hai phòng ngủ này thì có diện tích là lớn hơn 10, nó rơi khoảng tầm là 13-14m2 một phòng nhé các bạn nhé. Thì mỗi phòng mình đều thích hợp với cái cửa sổ này giúp thông thoáng cho ngôi nhà. Đặc biệt là khu vực phòng khách này thì cũng tương đối là rộng rãi. Với chiều sâu và không gian là nhìn thống vào bên trong là khu vực phòng bếp này cả. Đây là khu vực tầng 2 nhé các bạn nhé. Khu vực tầng 2 thì mình thiết kế là 3 phòng ngủ này, thì chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ trên tầng 2 vô cùng rộng rãi ở phía trước mặt tiền, và chúng ta sẽ có cái view đặt ra đây. Đấy, mình tận dụng một cái phòng ở bên này thì chúng ta là khu vực phòng thờ, rất là hợp lý luôn các bạn ạ. Tiếp đến là khu vực trên tầng 2 thì chúng ta cũng sẽ có những cái có một cái sảnh thượng với cái mẫu phòng có thể là cân đối để chúng ta lấy cái view ở đây. Chúng ta sẽ đi ra ngoài này chúng ta cho nó và mở cái cửa ở đây cho nó thoáng. Thì với mẫu nhà này thì gồm có 4 phòng ngủ này, một phòng thờ và rất đẹp, trên là vệ sinh. Các bạn có thể chiêm ngưỡng. Bạn nào mà thích cái mẫu nhà này thì các bạn có thể là xây dựng theo cái mẫu nhà này nhé. Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn về trước của cái mẫu nhà này. Mình sẽ nói sơ qua về cái kích thước của cái mẫu nhà này nhé. Với khu vực phòng khách này có chiều rộng là 4,30 nhé các bạn nhé, và chiều sâu của nó là 5,2 nhé, 5m đi, là 20m2 nhé các bạn nhé. Tiếp đến là khu vực về chúng ta sẽ xem là khu vực phòng ngủ này. Phòng ngủ một này mình sẽ có chiều rộng là 3,5m phòng ngủ này, với kích thước của nó sẽ là 3x4, tất cả là đều là 12m2. Các bạn có thể nhìn trên màn hình.
đây là cái kích thước của mẫu nhà này. Nếu mà bạn nào mà các bạn có thể ngồi và xem đấy, đây nó tương ứng với là những cái khoản đấy, vệ sinh, cái khoản này thì nó lại sóng theo bên này. Nói chung là tất cả những cái bức tường nó đều xây thẳng trên một cái dọc dọc thẳng này, các bạn cứ dọc theo, tại vì nó cũng là theo cái cốt dầm của chúng ta đấy. Đấy, tường là nằm trên dầm nên các bạn cứ tưởng tượng ra là nó sẽ ra thôi. Đây, ví dụ như ở cái sàn bên này nó sẽ sóng sang cái dàn của bên ở bên nhà bếp nhé các bạn nhé. Đấy. Và từ cái mẫu này thì các bạn cũng có thể là hình dung, nhiều bạn lại hỏi mình là không biết là xây cột dầm như thế nào, thì các bạn nhìn vào bản vẽ ở đây là các bạn cũng có thể là hình dung được ra là bản cột hoặc là bố trí như thế nào, các bạn cũng có thể là hiểu được một kiểu luôn. Đây là một cột, hai cột, ba cột. Đấy. Và những cái đóng cam những cái điểm mà ngắn như này thì chúng ta không cần phải xây cột, mà chúng ta chỉ cần xây móng ở dưới, có nghĩa là ở dưới chúng ta có trụ, trụ bè trên thì đây là vệ sinh. Vệ sinh thì chúng ta không cần trụ lên làm gì hết. Các bạn hiểu không? Là những cái phòng này chúng ta xây tường dài, chúng ta sẽ có trụ luôn lên cao. Đấy. Còn ở dưới những cái chỗ này thì chúng ta nên ở dưới thì chúng ta sẽ có móng đỡ. Thế các bạn hiểu không? Đấy. Nếu bạn nào thích chắc thì các bạn cũng có thể là thiết kế thêm. Đây là trụ. Những cái điểm đóng vào này chúng ta sẽ có trụ. Và đặc biệt là nhà nếu mà xây móng dầm á, mình cũng xin lưu ý cho các bạn nhé. Những cái móng dầm dài quá trên 5m mà không gia cố cẩn thận là rất là nguy hiểm. Nếu mà đi xa thì chúng ta phải có cột chống nhé. Một số những cái người thợ người ta làm rất là nguy hiểm luôn. Mình đã đi một số công trình thì 6m mà người ta không làm một cột chống, thật sự là quá nguy hiểm luôn. Họ gia cố gì nhưng mà đối với mình thì cảm thấy là rất là nguy hiểm. Có thể là gia cố thêm nguyên vật liệu sắt trước thì có thể ok hơn. Nhưng các bạn mà không biết thì các bạn phải có bản vẽ nhé, thiết kế nhé, thi công nhé. Đó. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.